Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C4, trang 147, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C4 như sau. Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối. Ta trả lời bài C4 như sau. Ta có thể thấy rằng ánh sáng có vai trò rất quan trọng trong quá trình quang hợp của cây. Ta có thể thấy rằng, trong thực tế, cây cối thường mọc vươn ra chỗ có ánh sáng mặt trời. Đến đây, ta đã trả lời xong bài C4.